Ai, em này chơi con ba này đi. Ủa ai ai sắp vậy? Xin mít được không? 100 cho tôi đi. Trời ơi, sắp xe gắt à. Ây da. Châu vô. Ở cấp tình Levi à. Đâu nhận thấy mình có thể đánh giải lời lời khi nào vậy? Lúc còn nhỏ xíu à, lúc còn thách đấu á. Giống như hồi xưa chơi game á. Lúc lúc nào cũng vậy, lúc mà mới chơi game thì mình thấy mấy người tuyển thủ thi đấu đúng không? Thì mình sẽ muốn win người ta. Tới lúc mà mình trong gang mình gặp người ta mình win rồi á, kiểu mình đánh đến đánh ừ thì cái người đó đánh giải đó. Mình đánh gang mình gặp người ta mình cũng hành ta được, mình cũng win ta nhiều. Thì tại sao mình không đánh giải được? Đặt câu hỏi ra mình win thôi. Sao mà chết này? Mấy ông này dễ bị dụ quá ha. Tưởng tôi khờ sao? Không hề. Đó là đơ dụ. Đu dạo. Đu dạo là đơ dụ đúng không? Đu dạo, đơ dụ, du đạo. Canh nên chơi chữ phèn. Rồi rồi rồi, nó láo, nó láo, nó láo, nó láo, chôn nó, chôn nó. Hốt 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 bạn, hốt bạn, hốt bạn. Hốt bạn anh em ơi, hốt bạn anh em ơi. Hốt bạn anh em ơi. Lại là đi chị ha. Ai đâu. Bắn con này cái, xong bắn con này, xong chỉ con này bắn, không có con gíp nào. Xong bắn cái, chủ bắn cái nữa là ăn. Bắn cái nữa, chủ bắn cái nữa là ăn. Bắn cái nữa xong quy, ăn. Bắn này cái, xong AD. Ây da, 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 da. Rồi, 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 rồi. Thời tới, cản không kịp. Thời tới cản không kịp. Rồi pha này Captain Levi trên top, tại Levi hay gắn top lắm, không có boss. Tại trên top có Kia lên gắn cho Kia. Captain Levi xuống gắn boss nhưng mà đỡ về khó. Nó cũng dẫn về. Ủa gì ghế gì vậy? Wow. Wow. Vãi nồi. Má lát chạy biến về luôn các em. Mấy cái pha này viền sắp nó đã lát chạy biến về cho nên mình phải đẩy á. Chứ đúng ra mình đã đóng băng á. Phải thì lát kẹt biến về rồi luôn rồi sao sống. 10 giây nữa thì mình đi g nó lộ ra cái lúc g quy e lát chết á. Rồi rồi chiêu chiêu đi bộ rút gâu, sau khi mình đánh hay vậy mình tự hưởng cho mình bằng cái miếng trái cây nào. Đau dữ vậy, đau dữ vậy cờ. Rồi bên này AD có lắm. Cái canh nó cũng có cái canh nó không lát đúng không ta? Rồi nó chuẩn bị chạy lên tới đây xong mình gầu quy ra mình e cho tường hết cô tập đứt hết chết. 3 2 1 Rồi team bên kia láo, team bên kia láo. Chết Slayer tới chơi. Đây có đà lo, chơi đây có đà lo, có đà lo, có đà lo. Có đà lo. À bắt về xuống boss luôn nha chắc ơi, hay. Biết bắt giờ chưa bên mình biết bắt giờ là hay rồi. Ơi. Ơi, còn một con xe nha. Ây da. À, Sion quỳ về tôi luôn kìa. Trời đất ơi. Lì 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 rồi đến buổi biến về luôn, hay quá. 3 2 1 rồi hay quá.
Rồi đứng đó gồng quy luôn, mai dính. Gồng quy. Trời ơi. Mình làm anh tốn thời gian ghê mãi. Giỡn hoài. Rồi láo. Quy. Rồi chết. Hay ha. Đứng đây cản gờ nó luôn, nó tính gờ chạy về nhưng mà đâu có ngờ. Mình cũng không có ngờ. Give me, let me top. Ok. Thích chú tay chú ta. Chú Igen này nha. Và đó là Slayer đến từ Gap Esports. Và đó là Slayer đến từ Gap Esports chứ sao. Vô tường. Nè. Lối chơi mạo hiểm phải trả giá, nhưng tôi thích lối chơi này. Ok, mọi người một cuộc sống, mọi người một phong cách. Hai cân năm cho đơ đào bắp cải. Chết mi bro, mi and you can can kill năm kill five. Chết mi bro. Nhân hai xe đó. Ấn like subscribe chưa? Khen hay rồi, ấn like subscribe kênh chưa? Xin Khánh một clip ha.